Chào anh em, bữa nay mình lên cho anh em là mẫu VIP 21. Mẫu này lúc trước anh sẽ kèm 4x32. 4x32 giá nó hơi cao. Nó tại vì nó mắc, nó kính mắc. Và kính này nó sẽ rẻ hơn nè, kính bút neo 1-10, kính nhanh. Kính nhanh thì sẽ rẻ hơn nha anh em, nó rẻ mấy trăm ngàn luôn đó anh em, chứ không phải ít đâu. Trên lợp nha khoảng 300. Khoảng 300 ngàn đó anh em. Này là bá này, bá gỗ. Bá gỗ kèm cho anh em hai bộ bắn nè. Ý một bắn một dự phòng. Mỗi bên là chơi mỗi bên là 6, hai bên là 12. 12 dây là rất kéo, rất là nặng nha anh em. Có nhiều anh em về kéo không nổi luôn đó. Dù không nổi thì xả dây ra bớt anh em. Bỏ dây bớt. Rồi nè, chục phần này bằng gỗ nha, full trên đây đa số là kim loại, còn phần tự trên đây đa số là kim loại. Chốt cò, cái này là chốt. Khi anh em bắn xong á, anh em bóp cánh nè. Sẽ hướng dẫn cho anh em một tí. Có nhiều anh em không bị gành cái này ha. Bóp cái này. Mình thọc lên. Để mình gắn dây lại. Chứ dây mà tự trên đây anh em kéo xuống tới cái cò phía dưới là không nổi đâu. Xong rồi anh em dùng chân, dùng tay phải cái này nè. Sợ thuận giá mình. Xong rồi mình chân, dùng chân mình đạp cái phần dưới này. Đạp lên. À, đạp lên dính chốt. Đó. À, bá kim loại, bá gỗ. Là kính mỗi mũi bên neo nè. Bá này bá gỗ thì khỏi bàn. Rất là chắc. À, màu chỉ một màu thôi, không có màu khác nha anh em. Một màu thôi. Mình lấy dù hết. Nó có màu đen nó không đẹp nữa anh em. Tại vì nó bá gỗ nên màu vàng. Thì nó mới lên màu đen mà thấy nó không đẹp. Chứ màu nổi nhưng mà đẹp thôi nè. Cánh này có hai cái đầu rồng ha. Này hai cái đầu rồng nè anh em. Anh em lắp dây hay là cái gì đó không biết thì cứ liên hệ mình. Nhận xong liên hệ mình sẽ cho anh em clip gáp ha. Phần này cái ná này thì nhận hàng thanh toán tại nhà nên có quyền kiểm hàng nha. Nhận hàng thì có quyền kiểm nha anh em, nhưng mà không có dặn gáp sẵn nha. Mình gửi phụ kiện lên xong rồi anh em cứ liên hệ mình sẽ đưa anh em clip gáp. Mặt hàng này có cọc trước 50k tránh cái tình trạng bơm hàng. Nhận hàng có quyền kiểm ha. Kiểm thì kiểm kỹ giùm mình ha. Có nhiều anh em kiểm bài ra tùm lum. Cái mẫu này là cái giống như bá, là bá là như bá súng rồi. Anh em bài ra thì ảnh hưởng cho anh em sau này thôi. Bu tá thấy xong nó bỏ đồn hết người này tới người kia, xong lúc đó anh em rất là phiền luôn đó. Đó nên là anh em lưu ý, mình kiểm thì mình kiểm kỹ, chứ kiểm mày kiểm bài ra thì không có lợi ích gì cho mình đâu, mà có hại cho mình thôi. Đó nên là anh em nên kiểm hàng kiểm kỹ nha. Ví dụ mình hé hàng mà mình thấy lấy làm được rồi, hoặc mình tốt nhất là dùng tìm shop uy tín mình mua để mình yên tâm nhìn nhận luôn, mình khỏi kiểm. Xong cái mình vô thì mở hàng rồi quay video lại hay đủ thiếu thì sẽ tốt hơn. Nó này tên là Vina VIP 21 nha anh em. VIP 21 còn chiếc chết uy tín, chứ liên hệ mua thì mình à, bán cũng mấy năm bán hàng đó nè, năm sáu năm nhưng không phải ít đâu. Nên là những mẫu này thì kịp, nhưng còn cả tiếng này thì bên mình thì nó uy tín là ok cho anh em rồi đó. Sẽ kèm cho mình dây vừa à, mặt hàng cọc thì sẽ được thêm một bộ dây nữa, mình quên cái vụ đó nè. Cọc sẽ được thêm một dây nữa, tức là một bắn hai dự phòng luôn, tổng cộng là ba bộ đó nè. Số điện thoại hiện tại số nào mình cũng liên hệ được hết và Zalo được hết nha anh em. Cứ 070 024 những số trên đây là đều được hết nha anh em. Rồi chào anh em ha. Em mua cái liên hệ bên mình ha.